Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm quen với chế độ Gaussian Blur trong Thanh Filter. Đây là một thành phần làm mềm rất hay dùng và phổ biến. Ví dụ với những cảnh nội thất bên trong này, tôi thấy độ tương tác và độ tương phản của nó còn khá kém, tức là ảnh chúng ta trông chưa có chiều sâu. Tôi có thể hướng dẫn các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn nhân bản đối tượng ảnh lên đây, kéo thả vùng này, nếu mà không được các bạn nhấn nút vào và khóa ra và nhấn Ctrl Z trên bàn phím. Với tượng ảnh đầu tiên này, chúng ta sẽ làm mờ nó đi và làm sắc độ nhạt nhòa hơn. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn tăng chiều sâu cho nó. Các bạn chọn đối tượng này vào Image, Adjustment. Và chúng ta chọn phần Quay Saturation. Và kéo vào Saturation này giảm xuống sao cho nghiêng xám. Ở đây tôi chọn trừ 50. Và tôi OK. Bây giờ với đối tượng trừ 50 này, tôi vào phần Filter, chọn Blur và chọn phần Gaussian Blur. Những thành phần blur trên tôi sẽ không tiện hướng dẫn ở đây, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn những thành phần chính yếu mà thôi. Ở đây tôi tăng cho lên 5, làm mờ, tôi OK. Bây giờ muốn cảnh đẹp hơn, chúng ta dùng kênh hòa trộn Spotlight. Các bạn thấy rằng ảnh chúng ta như ở những bìa tạp chí vậy. Tôi có thể bật tắt đối tượng chúng ta tương phản hơn rất nhiều. Nếu như các bạn muốn đối tượng chúng ta những phần nào cần làm mờ thì mình làm mờ, những phần nào không cần thì thôi. Tôi chọn kênh làm mờ này. Đương nhiên tôi sẽ chọn cho nó một cái mặt nạ. Sau khi chọn mặt nạ, các bạn chú ý rằng màu trên màu đen. Và tôi chọn rất chuột phải vào. Chúng ta chọn phần rất mềm để tô nhẹ nhàng hơn. Và nét chúng ta cho lớn chút. Ví dụ tôi đồng ý với cái nét cọ này. Tôi Enter đồng ý. Nhưng nếu tô kiểu này chúng ta sẽ bị khá cứng. Tôi chọn đối tượng này và giảm đi còn khoảng 20-30% thôi. Và giờ tôi tô vào những vùng nào tôi muốn lấy lại sắc cạnh. Ví dụ bàn này gần này, tôi sẽ lấy lại sắc cạnh cho nó. Tôi không cần làm mờ vùng bàn này. Các bạn thấy rằng khi chúng ta tô bên này, những vệt đen đại diện cho phần chúng ta đã tẩy. Tôi lấy lại những vùng thảm này nữa. Còn những vùng khác tôi muốn để mờ, ví dụ vậy. Hay TV này, tôi cần sự bóng láng. Thì tùy từng bạn thích lấy lại vùng nào, chúng ta sẽ lấy lại. Cả ghế sofa này, tôi cũng sẽ lấy lại một chút. Và cảnh chúng ta trông rất ảo. Ngoài ra, các bạn muốn đổi màu đối tượng này, chúng ta có thể bấm vào phần này. Các bạn chọn phần Color Balance, cân bằng. Nếu bạn không thấy, chúng ta có thể vào phần Windows. Các bạn bật phần Adjustment lên thì bảng này sẽ xuất hiện. Tôi chọn cân bằng. Và các bạn kéo đối tượng này nghiêng kênh nào đó thì chúng ta sẽ có tấm hình nghiêng xanh hơn hay nghiêng đỏ hơn. Và chúng ta có thể chọn nghiêng vàng nếu các bạn đồng ý. Đây là tôi ví dụ như vậy. Còn về phần các bạn, nếu thích màu nào, ưa màu nào, chúng ta có thể chọn cho chỉnh cân bằng sáng nghiêng màu đó. Thì đây là công dụng chính yếu của phần Blur dạng Gaussian.